Giờ nói về hiệu ứng thì chúng ta sẽ có hai cái loại hiệu ứng nha. Tài liệu văn bản công nghệ thông tin này. Chúng ta gõ từ khóa tìm kiếm là transition nha. À, transition là hiệu ứng chuyển cảnh. Ở đây là trang bao nhiêu? Trang 96. Thế thì hiệu ứng chuyển cảnh là hiệu ứng chuyển tiếp giữa hai slide, đúng không? Chuyển slide trước và slide sau. Đấy. Thế thì nó có cái ba cái nhóm nha. Đấy, chúng ta đọc và ta nắm được ý nghĩa của từng nhóm một. Và các cái thuộc tính thiết lập về hiệu ứng nha. Duration là thời gian xảy ra cái thời gian cũng để quá trình chuyển tiếp xảy ra. Đúng chưa? Delay là độ trễ để cho hiệu ứng có thể xảy ra nha. Đấy, còn after. After này là gì? Là cái thời gian mà cái slide nó sẽ dừng để cho người trình thuyết trình người ta trình bày. Đúng chưa? Bây giờ ta nói này, ta vào transition này. Nha, ví dụ như là các em chọn hiệu ứng đầu tiên là split nha, thì các em có thể là gì? Thiết lập lại hiệu ứng là gì? Có thể là gì nhỉ? Đấy, chạy như này hoặc là gì? Chạy vào. Đúng không? Đấy, hoặc là tẽ ra, vân vân nha. Đấy, sang slide 2, tôi có thể sang nhóm gì nhỉ? Setting tôi chọn gì? Curtain. Đấy. Thế thì cái này các em thấy nó giống như chuyển cảnh của kinh kịch chưa? Đấy, nên là tại sao đây cũng là lý do người ta gọi cái hiệu ứng transition này là gọi là hiệu ứng chuyển cảnh. Thế slide 3, tôi có thể là tôi chọn cái kiểu wind, đúng không? Gió thổi. Thế nếu như mà tôi chọn vào mục on mouse click thì gì? Thì khi trình chiếu ở đây các em nhìn mà tôi click vào nha, slide show nha. Đấy, thì chỉ đợi đến khi click chuột thì hiệu ứng mới được thực hiện, hiệu ứng như chuyển tiếp giữa các slide mới được thực hiện. Còn tôi không click chuột thì hiệu ứng không được thực hiện, đúng không? Và slide nó cứ đi mới cho người trình bày đó. Cho người trình bày thao tác. Đấy, ta thấy là những cái mà không có hiệu ứng thì nó giật cục này. Nếu như tôi chọn slide 2 là hiệu ứng curtain, tôi chọn là sau 3 giây chẳng hạn nha. Cái này ấy, quá trình của nó ngầm định là cái này là 6 giây à. Rồi cái này tôi để 3 giây nha. Một cái quá trình thì tôi chỉ tí tôi sửa sau. Tôi để cái này là 3 giây. Đúng không? Thì sau 3 giây ấy là slide nó sẽ chuyển sang slide tiếp theo. Xong người ta áp vào Lion nha, là áp đặt tất cả các slide có cùng hiệu ứng curtain và sau 3 giây. Đấy, ta trình chiếu từ slide 1 này. Đấy, thì slide 1 bây giờ không phải split nữa mà là curtain rồi. Đấy, và cái quá trình của cái chuyển tiếp này là 6 giây, xong người ta chờ 3 giây. Đấy, thì nó sẽ chuyển sang slide tiếp theo. Nếu như chưa đến 3 giây nha, tôi click chuột. Đấy, thì nó cũng chuyển tiếp sang slide tiếp theo. Đúng chưa? Nha. Đấy. Đấy là về cái hiệu ứng trình chiếu. Thế còn cái duration này, nếu như mà tôi để là quá trình là 2 giây. Đấy, thì chúng ta xem là cái quá trình mà nó xuất hiện hiệu ứng ấy, và nó đến lúc nó kết thúc hiệu ứng ấy thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Apply all nhá, để cho tất cả các cái giống nhau. Ta trình chiếu lại để ta xem. Đấy, các em thấy nó sẽ rất là nhanh, chỉ 2 giây là nó vén màn xong. Cái này đợi 3 giây, đúng không? Đấy, nó gọi là quá trình. Thế là cái hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide nó chỉ có thế thôi. Nha. Để ta hiểu được ý nghĩa nha, bây giờ để ta trình bày sang cái hiệu ứng tiếp theo. Đó là cái hiệu ứng động, thì chúng ta bỏ cái này đi. Apply all nha. Giờ hiệu ứng động ấy thì chúng ta vào trong các file tài liệu, chúng ta xem cái hiệu ứng động ngay ở phía dưới đây. Gọi là hiệu ứng hoạt cảnh, đúng không? Animation.
Thì hiệu ứng này có bốn nhóm. Đây là enchant là xuất hiện hoặc là gì nhỉ? Vào. Em acid là hiệu ứng nhấn mạnh, acid là hiệu ứng gì thoát hay là biến mất. Motion path là hiệu ứng chuyển động theo quỹ đạo. Đây, chúng ta thầy sẽ minh họa luôn cho các em một cái ở trên cái slide mới là nói kết hợp luôn cả bốn hiệu ứng nha. Tôi giả sử tôi có một cái tên lửa như sau. Đấy. Thế để tôi trình bày hiệu ứng cho cái tên lửa này thì đầu tiên này tôi vào menu animation này để hiển thị danh sách cửa sổ các hiệu ứng động nha, các em đọc trong đâu, đọc trong cái file thao tác các đối tượng đồ họa và hiệu ứng động. Thế thì đưa mục 5 này, đưa cửa sổ danh sách các hiệu ứng động ra màn hình. Đấy, ta đọc ta làm nhá. Đó là gì nhỉ? Ta vào animation này, menu cái nhóm này, advanced animation này, xong rồi animation pane. Tôi tạo hướng đầu tiên là fly, tôi cho bay từ dưới đáy lên bên trái nha, từ dưới đáy bên trái lên. Đấy. Nếu như mà gì, tôi lại tiếp tục làm hiệu ứng thứ hai cũng ở trong cái nhóm animation này. Là tôi chọn spin chẳng hạn. Thì ta thấy là cái hiệu ứng spin này nó sẽ đè mất cái hiệu ứng fly. Đấy, như vậy là hỏng rồi, ta phải làm lại, đúng không? Tôi lại làm lại fly này, tôi lại thay đổi cái kiểu lựa chọn hiệu ứng là gì, button left này nha. Ta muốn hiệu ứng từ thứ hai tạo nhiều hiệu ứng cho một đối tượng thì hiệu ứng đầu tiên nhá là ta vào nhóm animation này, more, một trong các loại hiệu ứng ta nói rồi. Bây giờ ta tạo hiệu ứng tiếp theo thì ta phải vào đâu nhỉ? Cũng vẫn trong menu animation, ta chọn nhóm advanced animation, add animation. Như vậy ta phải chọn đối tượng này, xong rồi ta vào menu Advanced Animation này, Add Animation. Giả sử tôi chọn hiệu ứng trong cái nhóm là Motion Path nha. Đấy, đây là hiệu ứng chuyển động theo quỹ đạo. Di chuyển. Tôi thay đổi quỹ đạo nha. Đấy. Sau đó tôi tạo hiệu ứng thứ ba, tôi lại vẫn vào Add Animation là hiệu ứng Spin. Quay. Và hiệu ứng thứ tư là gì? Là hiệu ứng gì? Biến mất hay là thoát, acid, fly out. Đấy, tôi chọn lại là bay từ bay tới cái đỉnh bên trên và bên phải. Bây giờ tôi, sau khi mình thiết lập hiệu ứng xong thì mình phải trình bày, mình kiểm tra lại hiệu ứng trước khi mình đi trình chiếu. Tôi thuyết trình này, tên lửa tôi phóng lên này. Cái này là đuổi theo mục tiêu này, đúng không? Xong mới đến tìm diệt mục tiêu này. Đấy, tiêu diệt mục tiêu. Thế thì chưa biết mục tiêu ở đâu thì làm sao mà đuổi được, đúng không? Đấy, như vậy ta thấy nó có gì đấy sai sai. Thế là ta phải làm lại hiệu ứng, tức là cái hiệu ứng mà là gọi là tìm kiếm mục tiêu này. Nha, là ta phải đưa lên trước khi ta hiệu ứng mà ta đuổi, tức là hiệu ứng path, đúng không? Motion path. Thế là ta thay đổi thứ tự hiệu ứng bằng cách ta ấn đồng mũi tên lên này. Quá thì lại cho xuống này. Nha. Đấy, bây giờ ta trình bày lại này. Tên lửa chúng tôi phóng lên này, tìm kiếm mục tiêu này, bám đuổi mục tiêu này, tiêu diệt mục tiêu. Đấy. Như vậy thì nó mới đảm bảo tính logic. Như vậy là khi mà ta làm cái bài trình chiếu ấy, thì ta lưu ý thứ tự có bước nha. Ta thiết kế xong thì ta làm hiệu ứng xong thì ta phải gì? Ta phải test các hiệu ứng xong cho nó hợp logic hay không nha. Đấy là ta nói về trong bài này, thầy đã giới thiệu các em cả bốn nhóm hiệu ứng nha. Bây giờ ta vào cụ thể nội dung trình bày hiệu ứng cho toàn bài. Toàn bài thì thầy đã trình bày với các em về hiệu ứng động rồi, à, hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide rồi. Bây giờ ta sang hiệu ứng động. Hiệu ứng động, ví dụ đây tôi trình bày có bao nhiêu đối tượng trên slide thì ta phải trình bày hết, trừ những đối tượng tĩnh. Đây, những đối tượng tĩnh này là đối tượng ta vẽ trong, ta thiết kế trong chế độ slide master là ta không chọn được cái này, nên không thể tạo được hiệu ứng nha. Đấy, do đó khi thiết kế chế độ slide master chỉ những đối tượng tĩnh nha. Đấy, và giống nhau trên mọi slide thì ta mới trình bày trong slide master. Đúng chưa? Còn nội dung là ta phải thiết kế bên ngoài. Thế thì ta chọn đây là gì? Vào animation này. Ví dụ như tôi fly in. Nha, cho nó từ đâu? Từ trên xuống. Nha. Đấy, đối tượng này ta cho hiệu ứng là gì? Shape. Nha, sang slide 2. Nha, thầy trình bày hai slide đầu tiên thôi, còn tất cả các đối tượng khác của mọi slide bên dưới là các em phải tự trình bày. Thế slide 2 ấy là mục tiêu nha, các em lưu ý là phải đọc đề nha. Trong slide 2 này
có yêu cầu rõ từng cái loại hiệu ứng một. Thế tên hiệu ứng nào mà yêu cầu phải làm đúng thì các em phải làm theo, còn lại các em tự chọn. Nha, tạo hiệu ứng đổi, chuyển đổi giữa các slide này. Nha, thì cái này các em làm theo yêu cầu này. Nha, tạo hiệu ứng động đối với này mục tiêu này, bay vào từ trên xuống. Nha, ta sẽ vào fly in này, cho từ trên xuống này. Từ trên xuống mà nó nhanh quá thì các em có thể thay đổi thời gian bằng cách vào đây chọn timing này. Nha. Đấy, xong rồi duration này 0,5 giây, tức là rất nhanh, quá trình xảy ra nhanh, ta để 2 giây là medium. Nó cũng giống như hiệu ứng chuyển tiếp cho các slide đấy. Nha. Đấy, là 2 giây. Nha. Đấy, còn đối tượng này, đúng không? Ta chọn này, tất cả các vòng tròn là hiệu ứng fade, đúng không? Đấy, ta làm, ta chọn hiệu ứng fade này. Phải này, lưu ý phải chọn, nó có biểu tượng chọn chùm lên này ta mới làm nha. Đối tượng này nha, chúng ta là hiệu ứng tùy chọn, tôi có thể là chọn hiệu ứng split nha. Đấy, hoặc là tôi có thể cho nó split thì nó té ra, đúng không? Đấy, ta có thể lấy thêm hiệu ứng ở dưới này là cho thêm hiệu ứng xuất hiện, đúng không? Đấy, cái thằng thứ mấy nhỉ, tôi chọn thằng này, cái này tôi mới làm nha, thêm hiệu ứng xuất hiện là blin chẳng hạn. Thằng này tôi chọn thêm hiệu ứng xuất hiện, tùy chọn nhá, những cái hiệu ứng này là tùy chọn, checkbox. Thế còn cái đối tượng cuối cùng đây ấy, là người đề yêu cầu là gì nhỉ, ta chọn hai hiệu ứng động, đó là hiệu ứng gì nhỉ, một là hiệu ứng wiper từ phải sang trái, từ trái sang phải, ta chọn hiệu ứng wiper, nó đang từ trên xuống đúng không, à, từ dưới lên thì ta chọn từ trái sang phải. Đấy, và ta thêm hiệu ứng thứ hai thì bắt buộc là ta phải vào trong nhóm Advanced Animation, chọn Add Animation, nhấn mạnh đổi màu là Complementary Color. Đấy, sau khi làm xong mình phải test nhá. Đấy, ta trình chiếu để ta test thứ tự hiệu ứng. Mục tiêu của công ty chúng tôi là này, một là, hai là không thấy nội dung đâu cả nhờ, để trình bày nhờ. Đấy. Đấy, xong bắt đầu với xuất hiện nội dung này là nó sai rồi đúng không? Như vậy ta phải thực hiện sắp xếp lại thứ tự xuất hiện các hiệu ứng. Nha. Ở đây ấy, là ta vào cái đối tượng 6 này là nó phải xuất hiện ngay sau khi xuất hiện số 2. Tôi chọn nó thì ta thấy đây này, 6 cái này nó có màu thẫm cái này là hiện thời, tôi di chuyển lên. Sau 2 là 3. Tương tự 7 sau 4 là 5. Đưa lên. Nha, 8 sau 6 là 7, đưa lên một lần. 8, 9, 10 xong rồi, ta trình bày lại. Mục tiêu của công ty chúng tôi là ta thấy cái thanh này này là nó không có hiệu ứng đúng không? Đấy, như vậy ta phải làm lại. Nha, ta phải cho nó có hiệu ứng. Tất cả các đối tượng đều phải có hiệu ứng nha. Ta chọn thanh này cho hiệu ứng. Tôi làm hiệu ứng này. Là fly in, bay từ trái sang. Giờ bắt đầu ta trình chiếu này. Mục tiêu của công ty chúng tôi là nha. Đấy. Một là nội dung, hai là nội dung, đấy hợp lý rồi đấy, đúng không? Ba là nội dung, bốn là xuất khẩu số 1 Đông Nam Á, nhấn mạnh đổi màu. Nhưng cái thanh tựa này để làm gì, đúng không? Nó lại xuất hiện cuối cùng là không hợp lý, nó phải xuất hiện thứ hai để cho các vòng tròn này nó tạo tựa vào. Thế ta phải thay đổi lại thứ tự. Đấy, số 2 nha. Nó cái thanh cho vòng cong này là nó đang ở thứ 11, ta phải đưa lên thành số 2. Đứng ở thứ 2 sau mục tiêu. Bây giờ tôi quá rồi, tôi phải đưa xuống nha, ta xin chiếu thử test. Mục tiêu của công ty chúng tôi là đấy, có thanh tựa, một là nội dung, hai là nội dung, ba là nội dung, bốn là xuất khẩu số 1 Đông Nam Á. Như vậy ta thấy rằng mình kiểm tra, mình test xong, thấy nó hợp logic rồi, xong rồi thì bắt đầu mình mới được phép là lưu file, đóng file, chốt để đi trình chiếu nhỉ. Chứ không có trình bày nó nhảy lộn xộn nên là mình sẽ gây ra lúng túng cho chúng ta và nó không đúng logic nha. Thế còn những cái khác là các em tự động trình chiếu. Còn lưu ý đọc đề nhá. Đấy, riêng slide 2 này, còn lại từ slide 3 đi các em tự chọn. Nhưng mà phải có này, tất cả các đối tượng đều phải có này. Ví dụ slide này có bao nhiêu đối tượng? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, đúng không? Phải có 6 hiệu ứng động.
đây có 2 này, 1 2 này, đây có mấy, có 2 này, 1 2 này. Nhá, và đây là có 1 2 đúng không? Đấy, như vậy ta phải có hiệu ứng động nha. Bây giờ các em làm hiệu ứng trình chiếu và hiệu ứng động nha. Thế nên bây giờ là 15 giờ rồi. Ta thôi rồi, thầy hướng dẫn luôn cái hyperlink nhá. Bây giờ ấy, hyperlink ấy, trong bài yêu cầu là gì? Ở thiết kế slide 3 là có hyperlink, đúng không? Chúng ta copy cái tên trang web này nhá, Ctrl C nhá, xong ta phải chuột ở đây, ta chọn gì nhỉ? Link, hyperlink. Đấy, nó ra cửa sổ hyperlink giống hệ Word. Đây là file đang tồn tại hoặc là web đang tồn tại này. Ta paste nó vào nhá, hoặc là ở đây ta chọn gì, insert này, link, đúng không? Nhá, xong thì ta paste vào đường địa chỉ đây. Các em sửa nhá, những cái thừa của cái đường link này các em sửa đi, xóa đi, đấy nó ra đây, ok. Thế khi trình chiếu ấy nhá, tôi chỉ việc click vào cái cành cà phê này thôi là nó ra xuất hiện trang cà phê Trung Nguyên, được chưa? Đấy nhá, đấy là hyperlink, nó cũng giống như trong Word đấy, không có gì cả. Ta xem đề còn gì nữa không? Đấy, chỉ có cà phê Trung Nguyên là có hai Word đến đấy thôi nhá. Bài này là bài hyperlink, ta dừng ở đây nhá. Thế các em sẽ làm cái phần hiệu ứng này sau khi nghỉ giải lao, ta làm 10 phút hiệu ứng và hyperlink nhá. Xong ta sang bài mới. Bạn nào mà chưa xong, chưa thiết kế xong thì like, ta phải làm xong rồi giải lao đây nhá. Cuối giờ là thầy lại gọi lên, thầy yêu cầu share được khoảng 3-4 bạn để test đấy.